tranh thủ buổi chiều trời nó tạnh ráo, Đức Trung lại lên sóng để giới thiệu tới quý anh chị của các bạn các cái mẫu xe bán tải. Đức Trung sẽ đi sơ một lượt để quý anh chị các bạn tham khảo, ai mà quan tâm đến cái mẫu xe gì thì cứ kết bạn Zalo liên hệ trực tiếp với Đức Trung để Đức Trung sẽ tư vấn. Thế và cuối buổi thì Đức Trung sẽ quay chi tiết một chiếc xe Isuzu D-Max có cái giá hơn 200 triệu. Đức Trung làm cái video này để đáp ứng cái nhu cầu của một số anh em muốn tham khảo những cái dòng xe nó ít tiền. Thì ít tiền thì đương nhiên là ta phải có cái sự hiểu biết nhất định về xe thì ta mới xử lý được các cái ban bệnh nhỏ nhỏ. Ví dụ như hệ thống điện đóm nhiều khi là đèn còi gạt mưa nó cũng cũ rồi thì chắc chắn là nó cũng hay trục trặc. Cái máy móc cũng vậy, người ta vẫn phải tăng dây ô loa, tại ra cũng phải kiểm tra siết chặt. Cái quá trình mà nó bảo dưỡng xe cũ thì nó diễn ra nó thường xuyên liên tục thì nó mới phục vụ được công việc. Nên là những người mà chưa có kinh nghiệm về xe lắm ấy, sử dụng những dòng xe cũ thì phải nói là rất là vất vả. Ở chiếc Ford màu xám thì Đức Trung đã nhận cọc của khách hàng chỉ ngày 1, ngày 2 là giao xe. Đấy, và chiếc XLT anh em đang rửa ráy vệ sinh cái phần vỏ xe đấy. Đấy là ngày mai cũng giao cho khách hàng. Thế thì đợt này là một cái đợt mà giá xe nó xuống rất là thấp trong nhiều năm qua. Thì Đức Trung sẽ giới thiệu để quý anh chị các bạn tham khảo. Đầu tiên là chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2018. Con này bản VL, trang bị số tự động 2 cầu và máy dầu 2.5. Con này thì bên Đức Trung đang chào giá mong muốn là 550 triệu đồng, 2018 550 triệu anh chị nhé. Có cả đèn bi xê lông, rồi là giải LED ban ngày, la răng phay, lốp mới, có xi nhan gương, gương cụp xòe, giá lắp lắp thùng đầy đủ, nội thất thì ghế da màu kem, ghế lái chỉnh điện. Nói chung là con này 2018 giá rất là hợp lý. Với cái tầm tiền này anh em cũng chỉ mua được 2018 XLS số tự động một cầu, thì không lý do gì mà ta phải đi cái dòng một cầu. Đấy, bản này là bản đủ cho nên là đi nó chất hơn rất là nhiều. Cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng hợp lý hơn. Nó cũng ít hơn XLS 2018 2.2, nhưng mà ăn lại nhiều hơn con 2.5 này. Đấy là một điều chắc chắn. Đấy. Đây là chiếc Ford Goetech, trang bị động cơ 3.2 số tự động 2 cầu, sản xuất 2015. Con này có cái giá là dưới 600. Bên Đức Trung đang chào bán với giá là 590 triệu. Giá trên thì còn bớt, còn bao hồ sơ cho anh em. Và tiếp theo là một cái mẫu XLS, Ford Ranger XLS 2017, số tự động một cầu. Con này cũng lắp thùng. Nói chung là xe biển Hải Dương còn rất là chất. Đăng kiểm dài đến tận tháng 1 năm 2024. Ghế da hai màu. Con này nguyên bản hết. Máy số keo chỉ nguyên zin. Cái táp lô vô lăng củ số khá đẹp luôn. Trần lý. Máy zin. Máy lắp thùng thấp. Giá chào bán là 495 triệu. Đây là những cái vết nước mưa bụi bẩn đấy anh nhé, anh chị nhé. Đây lau qua đi, rửa qua cái là nó sạch. Đây đúng cái khúc cua cho nên là bụi nó cuốn vào rất là nhanh. Cứ qua một đêm thì bụi nó cuốn đầy vào. Giá vô cùng hợp lý luôn.
Và đây là một chiếc XLS 2018 này. Cái từ 17 sang 18 nó khác nhau về form dáng. Đấy, ta có thể quan sát, ta nhìn thấy này. Đấy, cái mặt ca lăng này nó khác nhau. Thế và nó có trang bị thêm lái điện, rồi có cân bằng điện tử. Đấy, cái đèn gầm của nó trông nó cũng vuông vắn, nó cũng gọn gàng, trông nó đẹp hơn. Chiếc XLS 2018 bên Đức Trung đang chào bán với giá là 550 triệu. Giá trên thì vẫn còn thương lượng thoải mái. Cái con này cũng cam kết là máy số keo chỉ zin, xe không nổi. Nên nó có chạm nhẹ một tí về cái bừng đằng sau. Nếu mà nhìn kỹ thì người ta mới phát hiện ra là cái bừng đằng sau cái này thì có thể là cho đi làm lại hoặc là bớt tiền cho anh chị vài thay cái bừng. XLS thì còn khá nhiều. Đấy, chiếc XLS 2016. Đấy, số tự động một cầu màu xanh thiên thanh. Giá là 465 triệu. Xe đẹp không nổi. Bao check hãng. 2016 thì có thêm một con màu vàng cát lắp thùng cao này. Đấy, mà anh em không thích lắp thùng cao, muốn đổi thành thể thao hoặc lắp thùng thấp thì bên Đức Trung cũng hỗ trợ. Tính toán lại một chút về cái phần tài chính, nó du di cũng ít thôi, một vài triệu thôi, không đáng kể đâu. Từ lắp thùng cao đổi xuống lắp thùng thấp thì nó cũng chỉ chênh nhau đôi triệu thôi. Mất tiền sơn, mất tiền tháo lắp, rồi là mất tiền thợ để người ta chuyển đổi thôi. Đấy, ngoài ra thì bên Đức Trung có white check màu đen này vẫn còn hai con nữa. Có XLT, XLT này cũng còn 3-4 con. Có 2014, 2015 và 2019. Rất nhiều những cái mẫu xe để anh em có thể tham khảo. Những cái dòng XLT này thì nó số sàn hai cầu. Nó được cái là nó lại tiết kiệm nhiên liệu. Anh em mà đi rừng, đi rú hay là đi lương, đi dãy thì những cái dòng số sàn hai cầu nó đi rất là tốt. Thế thì đây là chiếc Nissan Navara 2013. Trang bị số tự động 2 cầu. Giá cũng hơn 300 một chút. Và tiếp theo là một cái mẫu XLS 2015 form 2016 rồi. Con này cũng cực chất. Con này cũng một chủ máy số zin. Keo chỉ zin hết, xe đẹp. Giá có 450 triệu. Cũng hơn 500 triệu một chút thì anh em cũng có thể tham khảo cái mẫu này. Chevrolet Colorado 2018, đăng ký lần đầu 2019. Cái con này thì nó trang bị cảm biến, rồi là cảnh báo, rồi là hệ thống tự động từ gạt mưa đến đèn pha đến điều hòa. Có la răng phay. Đấy, lắp thùng đầy đủ. Cái con này là bản 2.5. Nó tiết kiệm hơn là cái bản 2.8 nhưng mà đi nó cũng cực kỳ là thích. Bản đủ, bản LTZ hơn 500 triệu một chút. Thế và ngay đằng sau này là ba cái mẫu số sàn hai cầu. Cái con này con XLT 2014. Cái con này cũng máy zin. Thay mỗi một cái phốt đầu trục cơ thôi, chứ còn máy zin. Đấy, gầm bệ chắc chắn. Giá dưới 400, 395 triệu đồng. Chiếc XLT 2011 giá chỉ có 275 triệu thôi. Thế và đây là chiếc Isuzu D-Max. Đấy, Đức Trung cũng quay chi tiết luôn để đáp ứng nhu cầu của một số anh em ở trong Tây Nguyên ấy. Người ta bảo chỉ cần một cái con xe chất thôi mà giá nó rẻ. Thế thì hôm nay Đức Trung làm một cái video chi tiết con này biển Hải Phòng. Hai cầu điện. Con này máy zin. Giá hơn 200 triệu một chút nha anh em nhé. Táp lô. Số sàn, có màn hình,
đây hai cầu điện Tạp Lô Trần Lỉ. Kính điện vách lỉ nguyên bản. Nói chung con xe này mặc dù là 2009 nhưng mà còn khá là chất. $255 triệu bao rút hồ sơ, thiện chí thì vẫn còn bớt. Bớt khi anh em xem xe trực tiếp, chứ còn bớt trên điện thoại thì nó rất là khó. Anh em cứ thiện chí đến xem xe thì có cái giá để anh em mua được xe. Các bác cứ trên điện thoại các bác bớt thì cực kỳ khó luôn. Mọi thứ là ok hết anh em nhé. Xe đẹp không có lỗi nầm gì cả. Dòng Isuzu D-Max này nó 3.0 nhưng mà dầu nó rất là tiết kiệm. Đây, chân tay nó để đây nó xuất sắc một tí. Ghế da con này nó bị gì tí này nhưng mà không vấn đề gì đâu. Cái này tút tát lại tí là đẹp thôi, nó cũng không đến nỗi gọi là mục mọt đâu. Đức Trung quay chi tiết này để anh em ở xa này đỡ mất công. Làm thì còn thoải mái. Dòng xe Nhật nguyên bản nó chất. Anh em muốn đẹp thì anh em phải đầu tư thôi. Đầu tư thêm một cái thanh thể thao. Đấy, với lại tút táp lại một chút về cái phần sơn. Sơn xi nó cũng hơi gọi là rỗ rỗ một tí. Sắt xi gầm bệ của nó còn được, trông cái này thôi nhưng không đến nỗi gọi là ghê gớm đâu. Kèo này vẫn còn nguyên hết anh em nhé. Hầu hết các cái chức năng trên xe là vẫn hoạt động bình thường, nên là anh em cứ yên tâm mua và sử dụng con này mà đi công trường, hoặc là có cái xưởng cơ khí, xưởng sửa chữa, hoặc là làm kinh doanh dịch vụ gì đấy, chở thợ, chở thuyền nữa, ok thoải mái. Con này thì đăng kiểm tháng 8 năm 2023. Đây động cơ đang hoạt động này anh em này. Máy móc cũng khá là khô ráo. Cái hộp đen này
Nói chung con này nó không đẹp nhưng mà máy móc của nó rất là lành, rất là dễ sửa chữa. Các cái phụ tùng thay thế nó nhiều, nó rẻ. Đây, chiếc Isuzu D-Max 2009, số sàn 2 cầu, biển Hải Phòng anh em nhé. Đấy, Đức Trung sẽ đi một vòng xung quanh xe để anh em ngắm về cái form dáng của xe. Đấy, hơn 200 triệu anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.